Giây phút đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế đầy xúc động của Hương Giang. Giây phút Hương Giang được gọi tên với danh hiệu Hoa hậu chuyển giới quốc tế khiến nhiều người bất ngờ và xúc động. Tối ngày 9 tháng 3, cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 đã diễn ra tại Thái Lan và thí sinh đại diện Việt Nam, ca sĩ Hương Giang đã chính thức giành được ngôi vị cao nhất. Rất nhiều bạn bè người hâm mộ của Hương Giang đã bay sang Thái Lan để cổ vũ cho cô. Và chính họ cũng đã phải thốt lên, không thể tin được, quá bất ngờ khi nữ ca sĩ họ yêu mến giờ đây đã có thêm danh hiệu mới là Hoa hậu. Trên mạng xã hội ngập tràn những lời chúc mừng gửi tới Hương Giang, từ fan cho đến đồng nghiệp trong làng giải trí như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Khánh Thi, Pha Lê. Và có lẽ chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm không thể quên cũng như không thể ngủ của Hương Giang. Xem lại những khoảnh khắc xúc động khi Hương Giang được xướng tên ngôi vị cao nhất và giây phút chiếc vương miện cao quý được đội lên đầu cô cùng những bước đi đầu tiên trong vai trò mới. Thần thái tự tin của Hương Giang khi chờ cơ hội ứng xử, giây phút xúc động vỡ òa của Hương Giang khi được xướng tên với ngôi vị cao nhất. Hương Giang không giấu được sự hồi hộp khi được trao vương miện. Những bước đi đầu tiên của Hương Giang trong vai trò Hoa hậu,